nước hết trơn rồi. Sao lại đột nhiên bật điện hả? Anh không biết rằng người ta ở trong bóng tối lâu như vậy, nếu như mà anh bật điện như vậy sẽ dễ bị mù lắm. Đúng là chả có chút kiến thức nào hết. Có phải là đánh đàn đến ngốc rồi hay không? Vừa rồi hôm nay anh cố ý quay về là vì tôi hả? Không phải. Vậy sao anh lại xuất hiện ở nhà tôi? Bởi vì cô gào thét ghê quá, tôi không ngủ được. Thì ra bình thường anh mặc vest đi ngủ luôn á hả? Long trọng quá ha. Đúng. Hãy buổi diễn kết thúc là lên xe taxi luôn. Hành trình đi 4 tiếng mà chỉ đi trong 3 tiếng, còn giữ cả hai cái đèn đỏ. Đã vừa lòng chưa? Anh đói rồi hả? Trong nhà có thứ gì ăn hay không? Hay là tôi nấu chút gì ngon cho anh ăn nha? Không cần. Dù sao thì tôi cũng đói rồi. Anh cứ coi như là giúp một việc đi. Tôi nấu nhiều một chút. Anh cứ coi như là ăn giúp tôi một miếng được không? Tùy thôi. Tôi đi tắm trước. Vậy tôi đi nấu cơm nha. Anh tắm xong rồi hả? Ngon không? Cũng tạm được. Ngon hơn tưởng tượng một chút. Tay nghề của tôi cũng tốt lắm đó. Hôm nay là do nguyên liệu có hạn thôi, cho nên không phát huy được trình độ bình thường. Đói rồi thì ăn nhanh đi. Tôi ăn xong rồi. Lừa anh thôi. Anh không ăn rau thơm sao? Tôi còn cố ý bỏ nhiều một chút nữa. Sau này đừng có cho vào. Sau này hả? Còn có sau này nữa hay sao? Vậy thì dì cố phải làm sao đây? Giống như dì ấy đã không thích tôi rồi, tôi còn cướp bát cơm của dì ấy. Không tốt cho lắm đâu. Vừa hay cho dì cố nghỉ dài hạn, để cho dì ấy nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Tiếp theo vất vả cho cô. Alo. Alo, xin chào. Đồ ăn cô vừa gọi là như thế này, chúng tôi tín hiệu không tốt cho lắm đâu. Là thế này, có sót mất một món. Hay là chúng tôi sắp xếp cho người mang cho cô nha? Không cần. Thế sao được? Không cần mà, tiện lắm, 10 phút thôi mà. Đừng mà, anh tuyệt đối đừng. Không hay cho lắm đâu. Tôi nói cho anh nghe, nếu như anh dám mang đến đây, tôi sẽ tố cáo anh. Cứ vậy đi. Cái đó. À, được rồi. Được rồi, cứ như vậy đi. Được rồi, tạm biệt nha.
Anh ăn xong rồi hả? Ăn thêm chút nữa đi. Không ăn nữa. Vậy thì tôi dọn dẹp nha. Đừng có dọn. Nhanh chóng lên lầu ngủ đi. Tuy rằng đã ngủ rất nhiều lần, nhưng luôn cảm thấy hôm nay khác lắm. Trời ơi, mình đang mong chờ điều gì chứ? Dù sao thì cũng là một cô gái. Có thể e thẹn một chút hay không? Không thể.